Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm được một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2018 ạ. Đây là Hyundai Santa Fe nhá mọi người nhá. Đây là bản full, bản đủ, sản xuất năm 2018, máy xăng, biển số Hồ Chí Minh. Xe thì được bên em bao rút hồ sơ và check hãng, test hãng toàn quốc ạ. Nếu như anh chị mua xe của bên em thì bên em vẫn có cam kết bằng văn bản rõ ràng để cho anh chị có thể yên tâm khi lấy xe của bên em. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe màu đen và bản này của em là bản full. Bên ngoài thì mọi người chỉ cần nhìn qua thôi là có biết bản full hay là bản thường ngay, cực kỳ đơn giản. Đó chính là nhìn cái bộ bên dưới đèn pha xem có rửa đèn pha không. Và hai nữa là mọi người nhìn cho em bộ la răng. La răng ở đây sẽ là 5 chấu kép đó. Được sử dụng la răng R19 đó. Và trên xe thì sẽ có phanh tay điện tử, có cửa sổ trời panorama. Đó chính là bản full mọi người nhé. Còn bản thiếu thì nó sẽ thiếu nhưng đi những cái option này. Và cái quan trọng nhất nó chính là hai cầu. Còn lại thì nếu như mà bản thiếu nó sẽ là một cầu mọi người nhá. Đó. Bên em thì có dịch vụ thu mua đổi các xe đã qua sử dụng, nên là quý anh chị có thể yên tâm. Nếu như anh chị nào muốn đổi các chiếc xe của mình đang đi, lấy chiếc xe này hay là bất kỳ cái giao dịch nào về ô tô, hoặc là muốn bán xe, thì bên em vẫn có dịch vụ mua lại xe trên toàn quốc mọi người nhá. Giới thiệu qua một chút, đây là cửa hàng của em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. Đó, anh chị qua đây thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe và trải nghiệm thực tế về chiếc xe này. Hỗ trợ mọi người vay đến 70% và giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Ở trong cái tầm tiền thì thật sự Santa Fe nó vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Form này thì là form cũ thôi, nhưng mà vẫn được rất rất nhiều quý khách hàng thích. Vì thứ nhất là form của nó vẫn rất là đẹp, mọi người nhìn nó vẫn rất rất hoàn hảo đúng không ạ? Nói chung là nhìn vẫn rất rất là đẹp. Và chất lượng cũng như là cái chất lượng mà được mọi người sau vài năm trải nghiệm thì thật sự là vẫn còn khá là tuyệt vời. Nên là dòng này vẫn được rất là nhiều người thích này. Hơn nữa, cái quan trọng nhất đó chính là giá. Giá của những chiếc này thì hiện tại đang rất là rẻ rồi. Bây giờ nếu như mà anh chị đi mua một chiếc Tucson nhá, một chiếc Tucson 2018 thì cũng phải 760 triệu. Đó, khoảng đấy nha mọi người nha. 750, 760, 770 tùy vào chất lượng của xe. Đó. Như em thì đã tư vấn rất là nhiều lần rồi. Quan điểm cá nhân của em là khi mà mình đi mua xe ấy, đừng mua những chiếc cùng đời nhá mọi người nhá. Đừng mua những chiếc xe rẻ. Tất nhiên rẻ thì ai cũng thích, nhưng mà mình mua theo cái chất lượng của nó. Một chiếc xe mà cùng đời, cùng năm sản xuất, em sẵn sàng chi ra hơn người khác 20 đến 30 triệu để sở hữu được một chiếc xe đẹp cùng đời. Ví dụ như chiếc Santa Fe này chẳng hạn, em sẵn sàng chi ra khoảng 30 triệu cho một chiếc xe. Em sẽ mua vào, đó, giá mà em mua vào nhá mọi người nhá. Em sẵn sàng mua vào với giá cao hơn so với tất cả những chiếc xe bình thường. Giá khoảng 30 triệu một đời, cùng một đời nhưng mà em mua cao hơn 30 triệu nếu như chất lượng của nó tuyệt vời. Và em sẽ bán cho những bác nào chịu chơi và biết về xe và cùng cái quan điểm về xe như em. Đó. Còn thật sự luôn, nếu như để mua những chiếc xe rẻ chạy nhiều ấy ạ. Chạy nhiều thì tất nhiên là rẻ rồi, chạy nhiều. Nội thất, ngoại thất cũng như là má phanh, phanh chuông, gầm bệ, mọi thứ nó sẽ xuống cấp hơn. Một chiếc chạy nhiều lúc nào nó sẽ xuống cấp hơn, thì khi mà mình mua về á, mình rất là nhanh chán, hoặc là nó dễ bị hỏng cái nọ, hỏng cái kia, rất là mất thời gian và mất việc. Mình vừa phải làm công việc của mình lại vừa phải chăm sóc xe, nó rất là mệt. Ở đây thì mọi người có thể thấy được cái ghế này rất rất mới luôn. Cái này thì nó hơi tối một chút để em mở cho mọi người xem qua. Sau đó thì ngày mai, ngày kia khi nào mà sáng, trời sáng em sẽ quay cho mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn. Nhưng thật ra thì như chiếc này của em thì bây giờ khá là mới rồi. Đẹp, nói chung là đẹp, em thấy hoàn hảo và ok trong cái tầm tiền này. Đó. Đây ạ, mọi người có thể thấy được cái táp lô cũng như là toàn bộ cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Phải nói là rất là mới luôn. Đó. Đây là ghế lái ạ. Còn bên đây là ghế phụ và có chìa khóa này, ghế phụ đây. Xe thì đã được bên em cho spa rồi. Nếu như anh chị mà theo dõi em thường xuyên ấy, trên Zalo hoặc Facebook thì anh chị biết em đã về chiếc xe này cách đây khoảng tầm 2 ngày. Nhưng mà em chưa kịp quay, hôm nay em mới có thời gian để quay. Nhưng em cho đi spa rồi. Đó, mọi người nhìn thấy rất là mới và đẹp. Từ nội thất, ngoại thất, ngoại thất em còn cho phủ ceramic rồi, một lớp ceramic rồi, nên là quý anh chị có thể yên tâm này.
rất là mới ấy, đẹp. Nội thất bên trong thì được sử dụng màu kem đó, cửa sổ trời, panorama. Và đây là toàn bộ cái mặt táp lô phía trước của chiếc xe đó, mới đúng không ạ? Ở trong cái tầm tiền này thì thật sự luôn với quý anh chị là cũng khó có sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn cái tầm tiền như thế này đó. Và dòng này thì vẫn rất là thích, nó chỉ lệch so với Tucson 2018 cùng một năm sản xuất nha mọi người nhá. Ở cái thời điểm mà anh chị mua mới ấy, thì nó lệch nhau khá là nhiều, lệch nhau rất là nhiều luôn. Nhưng ở cái thời điểm phòng cũ này ấy, mà xe cũ như thế này ấy, thì bên em bán giá cực kỳ hợp lý, lệch nhau khoảng trên dưới 100 triệu thôi. Rất là rẻ và hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn à. Đó, rất là mới. Rồi đây, nội thất đây, cánh cửa đấy. Toàn bộ chiếc xe này thì bên em đảm bảo chất lượng nên là anh chị có thể yên tâm. Xe của em chạy 55.000 km ạ. 55.000 km. Ở đây thì có camera lùi hỗ trợ đánh lái góc lùi theo xe luôn. Đó, mình lái bên nào thì nó sẽ hướng dẫn mình lùi luôn, rất là tiện. Và đây thì mùa đông này chúng ta sẽ có hệ thống sấy ghế ấm áp về mùa đông, mùa hè thì chưa có tính năng này. Đó, chưa có sấy mát. Ở đây thì có phanh tay điện tử mới nhá, rất là tiện này. Nói chung là dòng này nó rất là rộng, ngồi mọi người nhìn em ngồi này, hơi tối đúng không ạ? Đó, ở này ngồi rất là rộng rãi thoải mái, ngay cả bên đây nữa. Ngồi nó rất là rộng. Nói chung là Santa Fe thì nó rộng rãi. Và ở đây thì có nhiều ghế này. Đó, các cái phím bấm đầy đủ hết, hỗ trợ đổ đèo, chế độ lái. Đó, rồi đầy đủ, full công nghệ, full tính năng. Xe thì rất là mới và mọi người có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe nhá mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ báo giá luôn để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc xe này. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp bản full option, sản xuất năm 2018, màu đen, biển số Sài Gòn. Xe thì được bên em cho rút hồ sơ và bao test hãng, check hãng toàn quốc ạ. Chạy 5 vạn km đó, 55.000 km. Bên em hỗ trợ mọi người vay 70%. Đó, có dịch vụ đổi các xe. Anh chị nào muốn đổi xe thì có thể chụp đăng ký đăng kiểm cộng với lại ảnh nội thất, ngoại thất, vô lăng, cần số, đồng hồ km, sau đó gửi cho em qua Zalo của em. Em sẽ định giá xe của anh chị, sau đó sẽ đưa ra một con số để hai bên cùng thỏa thuận và trao đổi về giá cả. Hiện tại thì chiếc Santa Fe này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 865 triệu mọi người nhá. Đó. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mua xe thì cứ alo cho em, hoặc đổi các xe cũng alo ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.